thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mỹ nhân 4.000 năm có vòng eo nhỏ bằng bàn tay được tôn lên mỗi khi cô diện crop top. Cúc Tịnh Y có vóc dáng khá nhỏ bé với chiều cao chưa đến 1m6, cân nặng khoảng 38kg. Cũng vì thân hình mảnh khảnh như vậy nên cô nàng sở hữu vòng eo nhỏ xíu như bước ra từ truyện tranh, khó mỹ nhân showbiz nào sánh kịp. Ở góc nghiêng thì vòng eo của Cúc Tịnh Y chỉ nhỏ bằng bàn tay, diện đồ càng ôm dáng người đẹp càng khoe được lợi thế thân hình. Không cao ráo nổi bật nhưng Cúc Tịnh Y có tỷ lệ cơ thể đẹp với vòng eo gọn gàng săn chắc. Mỗi khi diện áo hở eo, nữ diễn viên lại gây sốt khi khoe bụng phẳng lì và thon nhỏ. Đi theo phong cách mong manh tựa nàng thơ nên mỹ nhân 4.000 năm ít khi diện đồ gợi cảm. Những lần cô nàng táo bạo mặc sexy đôi chút, các fan lập tức trầm trồ khen ngợi. Trên sân khấu thì ít khi khoe eo nhưng khi ra sân bay, crop top lộ rốn lại là kiểu đồ quen thuộc của Cúc Tịnh Y. Cách mix đồ này tuy đơn giản nhưng rất tôn dáng, chứng minh nữ diễn viên có đường cong đẹp mắt. Mọi trang phục trông đều nổi bật hơn khi được Cúc Tịnh Y diện để khoe vòng eo con kiến nhỏ xíu và hút mắt. Diện chân váy hay quần cạp cao, cô nàng thường xuyên bị lộ trang phục rộng thênh, chứng minh eo nhỏ đến mức quần size bé nhất cũng không thể vừa. Nữ diễn viên phải dùng thắt lưng để cạp quần bớt rộng, nhờ vậy tôn lên vòng eo siêu thực. Nam thần phim ngôn tình đang có xu hướng thành chúa hề vì những hot shot hài hước. Xuất hiện trong một sự kiện quảng cáo vào tối ngày 7 tháng 5, Dương gây chú ý với nhan sắc cực phẩm siêu bảnh trong bộ vest chất liệu denim áo len của Tim. Khi đang suýt xoa ngắm nhìn chiếc visual hàng xịn này trong loạt ảnh được chia sẻ trên Weibo, hội fan bỗng nghẹn cười vì màn uống sâm banh có 102 của Dương. Chỉ là khi nâng ly cùng các vị khách, Dương đã làm sâm banh đổ tràn ra, chảy cả lên cằm và vào áo anh chàng. Ngay lập tức thì khoảnh khắc này leo lên hot search Weibo với hơn 300 triệu lượt đọc. Các fan hài hước bình luận, đẹp trai không quá 3 giây, haha, này là lỗi của cái ly nhé, soái ca không có lỗi. Vừa uống vừa đổ đi, chả có nhẽ đây là mẹo vặt để trốn uống rượu, nhưng mất mặt quá anh ơi. Nâng ly rất là tao nhã mà ngay sau đó thì chết cười mất, hình tượng sụp đổ trong nháy mắt. Đừng đăng ảnh nữa mà haha, xin hãy giữ lại chút mặt mũi cho anh tôi. Dẫu vậy thì sự cố hài hước trên chẳng ảnh hưởng xíu nào tới hình tượng nam thần của Dương, nhan sắc của anh chàng vẫn là đỉnh của chóp và rồi có thêm muối thì lại càng ngọt nước. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!